người đời nay sinh ra mà được sinh vào một gia đình có điều kiện tốt có của cải đầy đủ à, được những cái nhu cầu của mình dễ được đáp ứng thì đấy là người này có cái phúc báu cái bạn này ấy, bạn được sinh vào trong cái gia đình và được hưởng cái phúc báu từ tiền kiếp mình làm đúng là kiếp trước bạn ấy có làm phước mới được hưởng hưởng phước thì đại chúng biết nó sẽ hết phước thì hữu lậu phước thì hưởng là phải hết, nó có hạn thôi, hưởng sẽ hết. Không làm ra tiếp thì nó sẽ hết. Giống như tiền ấy mà không làm ra thì có núi tiền ăn cũng hết và tiêu cũng hết. Kính thưa đại chúng, à, câu hỏi Kính Bạch Thầy, con có một người bạn từ nhỏ đến lớn, anh ấy luôn được bố mẹ chiều chuộng luôn đáp ứng tất cả những thứ mà anh ấy mong muốn. Vì thói quen đó nên khi lớn lên, thấy người khác trái ý mình một chút là anh ấy dễ nổi cáu và khó chịu. Vậy nên có điều làm con rất băn khoăn. Theo như luật nhân quả, anh ấy dễ dàng đạt được điều mình mong muốn là do anh ấy đã tạo nhiều nhân lành nên mới gặt được quả ngọt như vậy. Nhưng con thấy cũng chính bởi vì sống trong cảnh sung sướng như vậy lại là nhân khiến anh ấy trở thành một con người không tốt. Vậy thành ra phước báo của mình lại quay lại hại chính mình hay sao ạ? À? Con kính mong Thầy giải thích cho con được hiểu. Con xin chiến công đức của Thầy. À, đợt này rất nhiều bạn hỏi câu hỏi rất là hay. Đây từ thực tế cuộc sống. À, bạn này bạn thấy cái người bạn của bạn ấy sinh trong cái gia đình có điều kiện và chắc cũng là con trai độc nhất cho nên là nhà cũng quý chiều cần gì có đó mong gì được ấy bố mẹ đáp ứng hết thế nhưng mà từ đó thì bạn ấy lớn lên cái anh này lớn lên rồi là anh ấy sinh ra cái tật là trái ý anh ấy là anh ấy khó chịu nổi cáu và rồi làm những cái việc bất thiện thế thì cái người gửi câu hỏi này nói là vậy thì có phải phước báo của mình lại hại mình không nếu anh ấy không có phước báo thì làm sao anh được sinh vào cái gia đình tốt đẹp chiều chuộng được những cái tốt như vậy à nhưng mà cuối cùng được cái điều tốt ấy cuối cùng lại làm cho anh hỏng thế là hại anh ấy thì bạn hỏi rất có lý thì kính thưa đại chúng ấy, quả thật ấy, cái người đời nay sinh ra mà được sinh vào một gia đình có điều kiện tốt có của cải đầy đủ Và được những cái nhu cầu của mình dễ được đáp ứng Thì đấy là người này có cái phúc báu à, phúc báu thì thưa đại chúng ấy, phúc báu của chúng ta người ta gọi là ngũ phúc là cái ngũ phúc mà trần gian chúng ta thường cần và ngũ phúc về về tiền tài, về sức khỏe, về nhan sắc, và về hạnh phúc gia đình, về tuổi thọ, về trí tuệ mấy cái đó đều là phúc báu đấy. Mà từ năm giới của mình tu tập được nó cũng sinh ra năm cái phúc báu này. Đó. Thế thì người ta gọi năm cái phúc này, hay phúc báu này gọi là gọi là ngũ dục mà phúc báu. Đấy. Thực sự thì người mà được thụ hưởng ngũ dục đầy đủ đấy là người có cái phúc báu. Và phúc báu này là phúc báu hữu lậu từ tiền kiếp mình tạo. Đấy, chứ không phải là vô phúc mà được đâu. Nếu kiếp trước mà chưa có bòn mót phúc báu thì cứ kiếp này cũng không được thọ hưởng những cái phúc báu ấy. Đây, chúng phải biết rõ như vậy. Nha. Yeah. Thế thì cái, cái bạn này, á, bạn được sinh vào trong cái gia đình và được hưởng cái phúc báu từ tiền kiếp mình làm. Thì đúng là kiếp trước bạn ấy có làm phước mới được hưởng, chứ không thể không. thế nhưng sang kiếp này rồi hưởng phước thì đại chúng biết nó sẽ hết phước, vì hữu lậu phước thì hưởng là phải hết, nó có hạn thôi, hưởng sẽ hết, không làm ra tiếp thì nó sẽ hết, giống như tiền ấy mà không làm ra thì có núi tiền ăn cũng hết và tiêu cũng hết. đó. thì kính thưa đại chúng người ta mới nói là nếu kiếp trước tu tập làm phước thì kiếp sau hưởng, nhưng kiếp sau không có duyên lành thì lại thành họa. Thế cho nên tại sao thầy khuyến khích các Phật tử khuyến khích đại chúng lên quy y Tam Bảo và thọ trì giới cấm của Phật để kiếp sau chúng ta sinh ra có phước báu nhưng chúng ta vẫn có duyên lành, chúng ta gặp Tam Bảo, gặp chánh pháp để chúng ta tu tập tiếp. Bạn này có thể kiếp trước đã làm phước cũng bố thí cho người và wow. cũng mà này, không có quy tam bảo không có được thực hành pháp của phật không giữ giới cho nên kiếp sau bạn vẫn được hưởng phước nhưng mà bạn ấy không có cái duyên với tam bảo để tu tập nhiều lắm thưa đại chúng đại chúng cứ nhớ xem bây giờ trên thế giới tín đồ phật giáo đâu phải là nhiều đâu và tín đồ của các tôn giáo khác rất là nhiều tín đồ phật giáo tăng ni phật giáo là chỉ chiếm mấy phần trăm thôi chứ không phải là tất cả đâu phải không bên công giáo rất là nhiều rồi các cái đạo khác họ nhiều lắm Đấy, và họ cũng biết làm phước làm thiện thế nhưng họ làm phước làm thiện thì kiếp sau họ vẫn được hưởng phước báo ví dụ như ông bin Gates chẳng hạn ông rất là giàu như thế ông trích ông là có cả gần trăm tỷ đô la nhưng mà ông trích ra đến chín mươi mấy phần trăm là để làm từ thiện bố thí thì đại chúng thấy ông có phước không phước ông rất lớn nhưng mà ông lại không có duyên với phật pháp cái kiếp sau ông sinh ra ông vẫn có thể được hưởng cái phước báo đấy nhưng mà ông vẫn chưa có duyên với chính pháp được và có thể nếu mà kiếp sau sinh ra từ bé đã sung sướng rồi hưởng phước báo ấy rồi mà lại quên không tu tập thiền pháp nữa thì rồi cũng sinh ra cái hoại đó thưa đại chúng cho nên là cái duyên để gieo với tam bảo nó rất là quan trọng đại chúng phát nguyện quy tam bảo nương tựa tam bảo phát nguyện thực hành giới pháp của phật là cái duyên để kiếp sau chúng ta sinh ra chúng ta hưởng phước nhưng ta không bị mất duyên lành. Tại chúng nhớ chưa? Đó, khi mất duyên lành thì chúng ta từ phước lại biến thành họa. Cho nên rất nhiều người kiếp này được hưởng phước do kiếp trước tích lũy nhưng mà hưởng phước rồi xong biến thành họa. Đấy thì giống như bạn này à, hưởng phước này hết phước không tu tập thêm không có duyên để gặp phật pháp để tu tập trưởng dưỡng thêm hết phước và thành họa. Thế thì Đức Phật dạy ở trên đời á có bốn cái hạng người. Đó. Hạng thứ nhất ấy là từ bóng tối đi ra ánh sáng. Hạng thứ hai là từ bóng tối đi vào trong bóng tối. Hạng thứ ba là từ ánh sáng đi vào trong bóng tối. Và hạng thứ tư là từ ánh sáng này đi ra ánh sáng. Thế thì những cái người mà như thế này ấy, có phước này hưởng hết rồi, không tu tập thì gọi là từ ánh sáng mà đi vào bóng tối đấy. Yeah. thế chúng ta phải làm sao mà sống là cái người từ bóng tối mà đi ra ánh sáng. Nghĩa là từ chỗ chúng ta ít phước báu, nghèo khổ, túng thiếu, hoàn cảnh khó khăn. Giờ chúng ta được kết duyên với Tam Bảo, chúng ta tu tập để chúng ta chuyển hóa cái nghiệp kiếp của mình từ cái chỗ đau khổ ấy thành cái chỗ an vui tốt đẹp là chúng ta đang từ bóng tối mà đi ra ánh sáng. Đa phần Phật tử chúng ta phải nên tu đúng theo cái, cái hạng người này đây này. Chúng ta là từ bóng tối mà đi ra ánh sáng chứ đừng bao giờ mà lại từ từ sáng mà đi vào tối thì rất là dở nhé thế thì thầy cũng xin chia sẻ để cho bạn này bạn hiểu nghe không đúng thế nếu những cái việc làm lành kiếp trước mà không được làm lành ở nơi tam bảo không có duyên với chánh pháp thì là phước nhưng phước này có thể là cái họa cho người ấy ở kiếp sau nghe không cho nên chúng ta phải giữ chặt cái việc nương tựa vào tam bảo không nên rời ngày ngày chúng ta đều nguyện nương tựa tam bảo không rời để chúng ta có tái sinh về đâu chúng ta cũng không rời tam bảo và thiện pháp trong tâm chúng ta cũng được tăng trưởng giống như các phật tử bây giờ chúng ta đã được làm phật tử rồi chúng ta bòn phước hàng ngày và chúng ta lại muốn bòn thêm tiếp tục làm thêm chúng ta không không thụ hưởng hết phước của mình có phải không nhé thế thì thầy cũng xin chia sẻ để đại chúng hiểu về cái cái, cái vấn đề này Ờ, có phước mà hưởng sẽ hết phước nhưng nếu biết nương tựa tam bảo biết tu tập chánh pháp thì chúng ta cái duyên để kiếp sau chúng ta sẽ là cái người mà tăng trưởng được cái phước lành đấy thì thầy mong đại chúng chúng ta sẽ thực hành như thế này nha, để chúng ta được những điều tốt đẹp